Chào anh em, chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với cửa hàng em Tùng Audio Hải Dương. Tiếp tục lên đường đẩy lách LA650 cho anh em khách hàng. Rất nhiều đơn hàng và anh em khách hàng đặt đơn hàng trong ngày hôm nay. Với những mẫu đẩy công suất thì em Tùng Audio đang có rất nhiều phân khúc hai kênh gia đình các bạn. Và đây là một trong những dòng đẩy giá cực kỳ rẻ phục vụ anh em. Đấy, các bác muốn trải nghiệm âm thanh chuyên nghiệp với những mẫu đẩy công suất đánh loa khỏe khoắn hơn, chúng ta ghép ngay cho em đẩy công suất vào chơi phòng hát gia đình, các bác sẽ cảm thấy âm thanh những cặp loa phát huy công dụng tối đa. Và ngày hôm nay thì bên cửa em Tùng Audio tiếp tục nhận được đơn hàng của anh em khách hàng với dòng đẩy Alex là 650. Trước khi lên đường gửi hàng đi sẽ kiểm tra và test trước, cũng như là đảm bảo rằng là hàng hóa đảm bảo an toàn đến tay người tiêu dùng, chúng ta có thể sử dụng được ngay, tránh tình trạng lỗi móc xảy ra. Và xin giới thiệu cho anh em dòng đẩy Alex LA650. Đây là một trong những mẫu đẩy hai kênh gia đình với chất âm rất là khỏe khoắn, tiếng sáng sạch và sử dụng 24 sò nguồn xuyến đồng 650W một kênh. Sò sử dụng trên dòng đẩy này sẽ là loại sò RGB các bác nhá. Đây là những thiết kế của mẫu đẩy Alex LA650, hàng mới tinh 100%, có đầy đủ chế độ bảo hành. Ngay bây giờ thì em sẽ bỏ nó lên kệ và cùng anh em kiểm tra giao diện thiết kế và chất âm đến từ dòng đẩy hai kênh cho anh em khách hàng đặt hàng trong ngày nay các bác nhá. Và thưa anh em, đây là thiết kế giao diện của đẩy Alex Otic LA650, hôm nay tiếp tục lên đường cho anh em khách hàng các bác nhá. Thiết kế giao diện đây. Đấy, con này thì quá là phổ thông tại cửa hàng em rồi, cũng rất là quen thuộc với anh em khách hàng đã theo dõi và đăng ký kênh Tùng Audio. Alex Otic LA650 là mẫu đẩy hai kênh với thiết kế giao diện đây. Size sẽ là size 2U các bác nhá, size 2U, và chiều ngang của em này sẽ là 48 cm, để kích thước chung của tất cả dòng đẩy rồi. Chiều sâu của em này sẽ đạt khoảng tầm 45 cm hoặc cho đến 50. Anh em sẽ chừa ra cái dây này. Dây này là dây loa các bác nhá. Chúng ta có thể sử dụng đường dây jack lưu trích như của em đang cắm ở đây, hoặc chúng ta có thể sử dụng đường dây jack đỏ đen, các bác kết nối vào cái xoáy này, các bác chỉ cần vặn nó ra thôi. Và sau đó chúng ta sẽ nhét dây vào bên trong cho em để chúng ta kết nối với đường dây jack truyền thống. Dòng này sử dụng hai quạt gió làm mát cho các bác. Đấy, đường dây jack kết nối với thiết bị vang đây, lâng tiếng đây, các bác ép đối qua đường ca lông cho em. Sitel, Bride, các chế độ đánh thì có đầy đủ cả. Em sẽ gạt luôn về chế độ Sitel cho các anh em khách hàng khi đặt đơn hàng, để các anh em về chúng ta đánh riêng biệt hai loa, loa trái loa phải, với hai phím chiết áp âm lượng cho anh em có thể tăng giảm âm lượng loa trái loa phải ở đây, nằm ngay ở mặt trước. Đấy, có thiết kế đèn LED và anh em sẽ được nhìn thấy ngay cái chế độ đèn LED khi chúng ta tăng giảm âm lượng lên. Đấy, dòng này thì có lớp chắn bảo vệ bên ngoài, bên trong sẽ là nút công tắc nguồn, thiết kế thuộc ở phía trong đây, các bác có thể gạt, tắt hoặc là bật, bật rất là an toàn khi chúng ta sử dụng những cái mẫu đẩy công suất. Đấy, và dòng này thì cũng tương đối nặng các bác nhá, xuyên sát gần 20 cân đấy. Đấy, dòng đẩy Lexa 650 nguồn xuyến 24 sò 650W một kênh. Rất nhiều anh em quan tâm đến mẫu sản phẩm đẩy hai kênh của Lexotic, đặc biệt là với phiên bản LA650. Đợt này thì bên em lên đường rất nhiều luôn, ngày nào dường như cũng có đơn hàng với dòng đẩy Lexotic LA650. Khi các anh em tin tưởng ủng hộ càng Tùng Audio, con đẩy rất là rẻ. Đấy, giá thành các anh em có thể thương lượng ngay bên em Tùng Audio theo số điện thoại bên dưới màn hình. Còn về phần chất âm thì ngay bây giờ em sẽ cùng anh em test chất âm trước khi gửi hàng đi cho anh em khách hàng với dòng đẩy Lex LA650 nhá. Ở đây thì em đánh với cặp loa của RCF bên em, bass 30, côn 76 từ 1910 đấy. Nghe thử âm thanh xem nó như thế nào các anh nhá. Vâng, và như vậy là các anh em đã được nghe và trải nghiệm âm thanh của mẫu đẩy Lex LA650. Các bác thấy không ạ? Âm thanh đẩy ra nó rất là khác biệt so với việc chúng ta sử dụng công suất âm ly thông thường. Đẩy ra thì nó sẽ khỏe tiếng hơn. Đấy, âm thanh bát chép nghe nó tách bạch rõ nét, đúng không ạ? Và cái dòng này thì nó là dòng đẩy với công suất rất là khỏe, 600W và sử dụng dò RG. Các bác biết là cái sò này thì âm thanh nó rất là sáng tiếng, nó sạch tiếng. Nghe tiếng loa nó cũng sẽ không bị tối như việc chúng ta sử dụng âm ly. Rất nhiều bác sử dụng âm ly vặn âm thanh nó có hiện tượng bị xoẹt xè loa. Đấy, phần lớn là cái sò đã yếu đi rồi, để chúng ta sử dụng nghe âm thanh nó không được sáng loa. Và chơi đẩy công suất thì nó vừa bền này, âm thanh ra khỏe, lực tốt này, đấy, sáng sạch và tiếng lời chi tiết. Khi chúng ta nghe nhạc với những cặp loa, chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự chuyên nghiệp. Và ngày hôm nay đấy, tiếp tục lên đường mẫu đẩy Lex LA650 cho anh em khách hàng. Nếu như các bác đang có nhu cầu cần mua mẫu đẩy công suất này, có thể liên hệ trực tiếp ngay bên Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại 0979629336. Đặt hàng sẽ có cho mình thiết bị đẩy công suất, hàng vô cùng chất lượng nhập khẩu với 650W kênh nguồn xuyến 24 sò. Anh em cần xem nội thất có thể liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio để bên em có thể tư vấn và gửi nội thất cho anh em có thể yên tâm nâng cấp bộ dàn máy âm thanh thiết bị nhá. Xin chào các bác.